Kính chào quý vị và các bạn. Một tuần đã trôi qua, Phương Thảo rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tây Bắc chuyển động. Những thông tin, sự kiện gì đáng chú ý của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc sẽ được cập nhật trong 15 phút sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, lễ hội Hoa Tam Giác Mạch đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhằm quảng bá du lịch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở Hà Giang. Năm nay, lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 10 sẽ chính thức được khai mạc vào tối ngày 9 tháng 11 tại huyện Đồng Văn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được cấp ủy chính quyền huyện Đồng Văn thực hiện cơ bản hoàn tất. Xã Sủng Là là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách dừng chân tham quan khi đến với huyện Đồng Văn. Để chuẩn bị tốt cho lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 10, xã Sủng Là đã tuyên truyền người dân triển khai trồng trên 10 hecta hoa tam giác mạch nhằm tạo thêm điểm nhấn, đồng thời cải tạo chỉnh trang lại tuyến đường trung tâm xã, lắp đặt mới 9 gian ki-ốt bán hàng địa phương theo kiến trúc truyền thống. Thì đến thời điểm này thì mình đã thực hiện 100% theo kế hoạch. Đấy, và cây cũng đã phát triển tốt và đến giờ là cũng bắt đầu ra hoa. Còn tại khu vực tổ 4 thị trấn Đồng Văn cũng đã cải tạo, chỉnh trang xây dựng toàn bộ khu vực đầu nguồn nước và hoàn thiện câu chuyện giếng nước thần gắn với đồng bào các dân tộc. Cùng với đó, huyện đã cho xây dựng chiếc quầy tấu và cây khen khổng lồ để tạo điểm nhấn cho du khách đến tham quan chụp ảnh. Chúng tôi đã phải thuê nghệ nhân từ các xã ra để gấp rút thực hiện cho xong trước khi lễ hội diễn ra. Để lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 10 diễn ra thành công, huyện Đồng Văn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn trồng 250 hecta tam giác mạch được chia làm 3 trà, hoàn thiện 12 điểm nhấn du lịch để khánh thành đúng dịp tổ chức lễ hội, đồng thời đảm bảo về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, nơi ăn nghỉ của du khách trong suốt thời gian trước, trong và sau lễ hội. Trong cái chương trình năm nay thì chúng tôi lấy cái chủ đề là miền hoa thương nhớ. Thế và trong cái chương trình thì cũng có một cái sự khác biệt là chúng tôi sẽ lồng ghép cả cái phần thi cái trang phục truyền thống dân tộc vào trong cái buổi lễ khai mạc đó. Thì tôi mong muốn là và hy vọng rằng là đấy cũng là một cái điểm nhấn để mà tạo cái sự ấn tượng đối với du khách. Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 10 năm 2024 không chỉ tôn vinh quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên con người, văn hóa truyền thống của Hà Giang đến với du khách, mà đây còn là hoạt động văn hóa thu hút du khách đến với Hà Giang, từng bước giúp hoạt động du lịch của tỉnh phục hồi và phát triển. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch trong khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La ngày càng quan tâm đến tiềm năng từ hoạt động du lịch về đêm, từ đó triển khai đầu tư và tạo ra những sản phẩm du lịch vào buổi tối lành mạnh, đặc sắc như ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc, các chương trình văn hóa lễ hội hấp dẫn thu hút du khách. Được ra mắt từ năm 2022, phố đi bộ chợ đêm Mộc Châu là một sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút các du khách mỗi khi đến với khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Điểm nhấn là một không gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gồm các công trình khu nhà trưng bày hiện vật giới thiệu văn hóa dân tộc Thái, khu tổ hợp ăn uống, dãy ki-ốt bán đồ thổ cẩm, sân khấu, phim trường Nhật Bản. Đặc biệt từ 9 giờ tối, khu vực phim trường của phố đi bộ trình diễn màn phun tuyết nhân tạo, đem lại cho du khách những trải nghiệm đầy thú vị. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ có chợ trong chợ. Tại sao lại gọi là chợ trong chợ? Tức là chợ đêm và phố đi bộ là dành chung cho tất cả mọi người. Nhưng trong đó sẽ có một không gian riêng. Chúng tôi sẽ tái hiện lại tất cả những cái nghề truyền thống, thủ công của bà con dân tộc, của các dân tộc ở nơi đây. Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, khu du lịch Mộc Châu, Iceland đã không ngừng đổi mới, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Trong đó, các sự kiện văn hóa, hoạt động vui chơi giải trí diễn ra vào buổi tối được tổ chức ngày càng quy mô và hoành tráng. Trong thời gian sắp tới, với những cái hoạt động giải trí về ban đêm sẽ được chúng tôi đầu tư như là các cái khu karaoke hay là các cái dịch vụ cao cấp hơn để chăm sóc sức khỏe, chú trọng vào các hoạt động văn hóa, trong đó có chương trình văn hóa cộng đồng. 9 tháng đầu năm 2024, huyện Mộc Châu đã đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, chiếm hơn 50% lượng khách toàn tỉnh. Trong đó có gần 360.000 lượt khách lưu trú qua đêm, doanh thu dịch vụ đạt gần 2.300 tỷ đồng. Lượng khách lưu trú tăng cũng đồng nghĩa với việc sẽ đem lại nguồn thu càng lớn. Chúng tôi thì cũng khuyến khích các cơ sở du lịch tiếp tục khai thác tối đa cái tiềm năng lợi thế của mình để làm thế nào đó mà phát triển hơn nữa, nhiều hơn nữa các cái hoạt động về đêm trong tương lai. Để đánh thức loại hình kinh tế đầy tiềm năng này, huyện Mộc Châu sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch buổi tối gắn với bản sắc văn hóa địa phương,
khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng các tour du lịch đêm hấp dẫn, lành mạnh, đồng thời tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, đưa Mộc Châu trở thành điểm đến lý tưởng của mọi du khách. Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2024, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm ô cốp của tỉnh Lai Châu đã được trưng bày, giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể ô cốp quảng bá, tìm cơ hội liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng tầm sản phẩm, đưa sản phẩm ô cốp của tỉnh Lai Châu đến tay người tiêu dùng cả nước. Tham gia trưng bày tại Hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2024, có 20 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm ô cốp của tỉnh Lai Châu. Những năm qua, Lai Châu đã có nhiều chính sách tiếp sức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển và nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu các sản phẩm ô cốp của tỉnh. Toàn tỉnh có 215 sản phẩm của 89 chủ thể được công nhận là sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao đến 4 sao. Trong đó có nhiều sản phẩm từ cây chè, cây trồng chủ lực của địa phương, với thương hiệu chè Tam Đường, chè Tân Uyên, chè San Tuyết của Thụ. Mong muốn là tỉnh thu hút những nhà đầu tư mà có một cái cách làm bền vững, phát triển lâu dài về chè. Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục quan tâm ưu tiên phát triển các sản phẩm ô cốp, khai thác được các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Các sản phẩm đặc sản đặc hữu có quy mô, nguồn nguyên liệu ổn định, hỗ trợ các chủ thể ô cốp trong ứng dụng công nghệ sản xuất chế biến, thúc đẩy giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng tầm sản phẩm ô cốp Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm là những ngày nóng bỏng nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng lịch sử của quân và dân ta trên dòng sông Lô địa phận Đoan Hùng đã làm nức lòng dân dân cả nước, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định như một luồng gió mát thổi lan khắp Việt Bắc. Chiến thắng sông Lô cũng mở đầu cho những chiến thắng oanh liệt của bộ đội chủ lực ta trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. Mời quý vị và các bạn về thăm mảnh đất Đoan Hùng để ôn lại những câu chuyện về chiến thắng sông Lô lịch sử. Xã Trí Đám, huyện Đoan Hùng, nơi gặp gỡ giữa sông Lô và sông Chảy tạo thành ngã ba sông, cũng có dòng trong, dòng đục. Ngay tại ngã ba này là một bến sông thoai thoải từ xa xưa được gọi là bến Mom. Bến Mom cũng như những bến sông nhỏ suốt dọc sông Lô đều là những địa điểm chứng kiến chiến dịch sông Lô lịch sử trong kháng chiến chống Pháp năm 1947. Trong chiến dịch ấy, một trong những sáng tạo của quân và dân Đoan Hùng chính là lối nghi binh, dùng trái bưởi giả làm thủy lôi. Cứ đến dịp tháng 10, kỷ niệm chiến thắng sông Lô, bác Tước cùng với các cựu chiến binh lại có dịp kể cho lớp trẻ nghe những câu chuyện về chiến thắng lịch sử này. Đây là quả bưởi. Đấy. Phải bôi đen cái quả bưởi này. Nhưng mà để bôi đen được cái quả bưởi này thì ngày xưa không có sơn mà các cụ người ta là dùng nhọ nồi và dầu luyên. Nhưng mà bôi ngoài này thì không được, phải gọt. Và cách gọt nó như thế này. Đấy. Gọt để lấy cái lớp, nó gọi là cái lớp cùi trắng này. Đấy. Còn lớp ngoài này là cái lớp vỏ, nó có dầu. Cho nên là nếu bôi vào là nó sẽ trôi cho nước là nó bị trôi mất. Đây là nhọ nồi. Thế là dùng nhọ nồi pha với dầu luyên. Ngày xưa thì dầu luyên nó cũng sẵn. Đây nhá, ông cháu xem làm bôi này. Đây. Đấy. Đấy, trông không khác gì quả thủy lôi thật. Và cái quả thủy lôi thật ngày xưa do cái công nghệ của ta, các cái xưởng quân giới của ta cũng chỉ làm được như những cái quả bưởi này. Câu chuyện về quả bưởi sơn đen mà bác Tước say sưa kể làm chúng tôi thêm hào hứng tìm hiểu thêm về chiến dịch lịch sử nơi vùng đất ngã ba sông này. Thêm những câu chuyện về những người cựu chiến binh, thêm hiểu về sự mưu lược, quyết tâm đánh giặc của nhân dân ta và thêm cảm phục tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu của những người con quê hương anh hùng. Tại vị trí ta đang ngồi, đây ấy là bắt đầu cái điểm giao thông hào do dân quân du kích và bộ đội của xã Trí Đám, huyện Đoan Hùng đào lên cách đây 8 cây số dọc theo bờ sông để bố trí một cái trận địa phục kích tiêu diệt địch. Dòng sông thì vẫn chảy xuôi và lịch sử của dân tộc mình cũng như các cái cuộc chiến tranh của cha ông chúng ta trước thì vẫn tiếp tục được phát huy đến lịch sử bây giờ. Mảnh đất Trí Đám, Đoan Hùng, quê hương của trận địa thủy lôi giả ngày nào, giờ thanh bình, xanh ngát với những vườn bưởi chĩu cành ven bờ sông. Dưới vườn bưởi dịu mát, chuyện kể về những quả thủy lôi
giờ biến thành chuyện của những quả bưởi đặc sản đã làm giàu cho các chủ vườn nơi đây và chuyện về những sản phẩm nông nghiệp vươn mình ra quốc tế. Học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bước vào năm học mới được hơn một tháng. Trong bối cảnh thời tiết dần chuyển mùa, tình hình nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát lây lan trong môi trường học đường là rất cao. Do đó, công tác vệ sinh, chủ động phòng chống dịch bệnh đang được các nhà trường phối hợp với ngành y tế tích cực triển khai. Đầu năm học mới và những ngày sau ảnh hưởng của cơn bão số 3, thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn đã triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn trước khi đón học sinh đi học trở lại. Tại trường mầm non Hoa Lan, thành phố Yên Bái, cùng với việc đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn, nhà trường còn quan tâm đến công tác y tế học đường, mua bổ sung trang thiết bị và các loại thuốc thiết yếu, đồng thời thường xuyên nhắc nhở phụ huynh trong việc phối hợp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Là một trong những điểm trường mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau lũ và nhà trường đã nhanh chóng khắc phục trong vòng một thời gian ngắn. Ngoài việc thanh khiết môi trường, nhà trường đã phối hợp với các bậc phụ huynh cũng như với các đơn vị trạm y tế để vệ sinh môi trường sạch sẽ nhất có thể để các con nhanh chóng và đảm bảo được thời gian đến trường. Năm học 2024-2025, trường mầm non Bình Minh, thành phố Yên Bái có gần 130 trẻ. Ở lứa tuổi mầm non, hệ thống miễn dịch còn non nớt, nguy cơ mắc các loại dịch bệnh là rất lớn. Để chủ động nâng cao sức khỏe đề kháng cho trẻ, các nhà trường đã xây dựng thực đơn dinh dưỡng cân đối, tăng cường vận động cho trẻ, đồng thời đặc biệt quan tâm đến công tác giữ gìn vệ sinh chung, thường xuyên khử khuẩn lớp học, đồ dùng học tập và duy trì thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh cho trẻ, phối hợp với trạm y tế, phụ huynh rà soát tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh. Thì cũng đã chỉ đạo là các lớp thực hiện là vệ sinh, ăn chín, uống sôi và cho các con là được vệ sinh rửa tay theo 6 bước. Ngoài ra thì nhà trường cũng đã chỉ đạo đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên về công tác phòng chống dịch bệnh đặc điểm, đặc biệt là trong cái thời gian giao mùa hiện tại. Thành phố Yên Bái hiện có 25 trường mầm non công lập, tư thục với tổng số trên 5.480 trẻ ở 240 nhóm lớp. Trước diễn biến phức tạp của một số bệnh truyền nhiễm, các nhà trường đã quán triệt đến toàn bộ giáo viên phải tăng cường trao đổi với phụ huynh, chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh để có biện pháp cách ly, tránh lây lan thành dịch, thực hiện tiêm phòng vaccine cho trẻ đúng lịch, đúng mũi theo hướng dẫn của ngành y tế. Đến với Mường Lai, tỉnh Lai Châu những ngày này, khắp các tuyến đường đều được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu quảng bá cho sự kiện du lịch mùa nước nổi sông Đà. Ngoài được ngắm cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, trong khuôn khổ sự kiện, du khách còn được hòa mình vào các hoạt động đua thuyền đuôi én, bay dù lượn, lướt ván phản lực và các hoạt động văn hóa mang yếu tố bản địa của người Thái Trắng. Khác với những năm trước đây, năm 2024 này, thị xã Mường Lai khởi động các hoạt động du lịch sớm hơn 2 tháng nhằm mời gọi du khách thập phương trở lại Mường Lai tham gia các hoạt động trải nghiệm. Hoạt động du lịch mùa nước nổi trên sông Đà được thị xã khai mạc vào ngày 26 tháng 10 và được tổ chức xuyên suốt đến hết tháng 3 năm 2025. Năm nay, thị xã Mường Lai đã ký kết hợp tác phát triển du lịch. Bởi vậy, ngoài các hoạt động trên bờ, địa phương sẽ tổ chức các tour du thuyền từ thị xã đi huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên và thị xã Mường Lai đi huyện Nậm Nhùn của tỉnh Lai Châu để du khách được ngắm nhìn cảnh đẹp lòng hồ thủy điện trong xanh, sông Đà hùng vĩ. Chúng tôi có cái phối hợp kết nối với ban thường vụ như là ủy ban nhân dân huyện Tùa Chùa để xây dựng một cái kế hoạch chi tiết giữa hai đơn vị để đón cái du khách đầu tiên đến Tùa Chùa giữ cái phiên chợ vùng cao và thưởng thức các cái văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc. Mường Lai, thị xã mênh mông sông nước lòng hồ thủy điện Sơn La là nơi quần cư và cũng là thủ phủ của người Thái ngành Thái Trắng. Tuy là thị xã nhỏ nhưng có đến 3 di tích, di sản cấp quốc gia như nhà tù Lai Châu, nghệ thuật xòe chèo, lễ hội Then Kinh Pang. Mường Lai đẹp nhất từ tháng 9 năm trước cho đến tháng 3 năm sau. Đây là thời điểm lý tưởng nhất cho du khách đến tham quan, trải nghiệm tại thị xã ngã ba sông. Những hình ảnh về điểm đến du lịch Mường Lai của tỉnh Lai Châu đã khép lại chuyên mục Tây Bắc chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.